Vườn dưa lưới Huỳnh Long tại trang trại Nắng và Gió, trái rất là sai và đẹp. Thì sắp tới trang trại sẽ thu cái dưa Huỳnh Long này, và quý khách hàng có nhu cầu xin vui lòng liên hệ số hotline gặp chị Đã để được đặt hàng và thưởng thức dưa lưới thượng hạng đạt chuẩn Global Gap. Và mọi vấn đề thắc mắc hoặc là đến tham quan trải nghiệm tại trang trại Nắng và Gió, đến tận tay hái dưa lưới, thì xin hãy kết nối với chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng chào đón và đón tiếp quý khách hàng, quý quan khách đến tham quan và trải nghiệm. Dưa Huỳnh Long này đang trong giai đoạn chín nên trái nó chưa có được vàng. Khi mà chín nó sẽ ngả sang màu vàng, nhìn bông rất là đẹp và bóng. Hàm lượng dinh dưỡng cao, tốt cho sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, cũng như là phù hợp với tất cả các lứa tuổi, trẻ em đến người già đều có thể sử dụng được. Dưa Huỳnh Long này có một cái đặc tính là vỏ nó mỏng, thịt nó ngọt thanh và thơm ngon. Đặc điểm khác biệt của chúng tôi đó là chúng tôi trồng dưa lưới trên luống đất, trực tiếp trên luống đất, và tưới theo công nghệ tưới nhỏ giọt Israel, nên sẽ giữ được những phẩm chất tuyệt vời và tốt nhất của cây dưa lưới này. Mọi nhu cầu liên hệ mua hàng xin hãy liên hệ với số điện thoại bên dưới của gặp chị Đã. Chúng tôi sẽ tư vấn và quảng bá giao hàng cho quý khách hàng trên cả nước. Xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video sau.